Bàn chải đánh răng để qua đêm mà vẫn còn nước. Hộp sữa chưa động đến mà lại hết rồi. Cô gái cảm thấy lo lắng. Cô sống một mình trong căn nhà này, nhưng hiện tại tất cả những dấu hiệu đều cho thấy dường như có thứ gì đó khác trong nhà cô. Sau cái chết của bố và mẹ, cô gái đã từ Mỹ trở về Thái Lan. Người gì không chịu nhận nuôi nên cô phải sống một mình trong căn hộ này. Căn hộ này là nơi bố cô từng sống. Ban đầu cô gái không hề sợ hãi, nhưng trong nhà cứ liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ khiến cô phải cảnh giác. Cô gái run rẩy trốn trong chăn cả đêm. Ngày hôm sau, cô phát hiện bàn chải đánh răng của mình như thể bị ai đó động vào. Còn quả trứng rơi xuống đất tối qua cũng đã biến mất. Cô gái nghi ngờ căn nhà này bị ma ám, nhưng nghĩ lại đây là nhà mà bố mình từng sống nên cũng bớt sợ hơn. Xét cho cùng nếu có ma ở đây, thì đó cũng là bố của cô ấy. Cô gái gọi video cho người bạn ở Mỹ, kể lại những gì mình đã trải qua. Cô nói rằng đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có bố ở bên cạnh. Nhưng người bạn lại hỏi cô ấy một câu hỏi đáng để suy nghĩ. What do you mean? I don't know, but look, there's something behind you. Cô gái hoảng sợ quay đầu lại, nhưng ở đó không có gì cả. Chỉ là người bạn đang cố tình dọa cô ấy thôi. Đáng tiếc là cô gái không hề bị lừa, mà lập tức nhận ra trò đùa của người bạn. Tuy nhiên, lời nói vừa nãy của người bạn đã làm cô ấy cảnh tỉnh hơn. Đúng là bố cô ấy từng sống ở căn nhà này, nhưng nếu căn nhà này bị ma ám, làm sao có thể chắc chắn rằng đó là hồn ma của bố mình? Nếu đó là một con quỷ dữ mà cô ấy không quen biết thì kết cục của cô ấy sẽ rất thảm. Cô gái quyết định lắp đặt camera để theo dõi tình hình trong nhà. Cô muốn xem con ma đó rốt cuộc là ai. Nhưng cô gái không biết rằng sau khi mình ngủ thiếp đi, một bàn tay đen tối đã với tới cô ấy. Điện thoại của cô gái vẫn đang sáng, cô đã ngủ rất lâu và không hề chạm vào màn hình điện thoại, sao màn hình vẫn sáng được chứ? Cô gái lo lắng cầm điện thoại lên, kết quả phát hiện ra trên đó có rất nhiều hình ảnh kỳ quái. Bên trong là hình ảnh cô ấy đang ngủ, hơn nữa còn chụp rất nhiều. Cô gái sợ hãi không dám ở nhà nữa, đành trốn ở phòng bảo vệ cả đêm. Ngày hôm sau cô gái mua vé để bay về Mỹ, cô không muốn ở lại nơi đáng sợ này nữa. Nhưng khi trở về nhà để thu dọn đồ đạc, cô đột nhiên nhớ ra camera vẫn còn ở trong tủ quần áo. Cô tò mò kiểm tra video, ai ngờ lại nhìn thấy một vật thể đen tối bò ra từ dưới gầm giường. Cô gái sợ đến mức khó thở, cô nghi ngờ thứ đó vẫn còn ở dưới gầm giường nên đã dùng điện thoại chụp một bức ảnh xuống dưới. Mặc dù dưới đó không có gì nhưng cô vẫn không dám ở lại nữa. Lúc cô kéo vali rời đi thì chìa khóa lại vô tình rơi xuống gầm giường. Cô chỉ có thể dùng dao để móc nó lên từng chút một. Lập tức cô chạy đến để mở khóa, nhưng do quá căng thẳng nên cô đã không thể mở. Cô sợ hãi đến mức chóng mặt, đầu óc quay cuồng, rồi ngã xuống ghế mà không kiểm soát được. Sau khi hít thở sâu vài hơi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Nhớ ra mình chưa xem hết video vừa nãy, cô liền cầm máy quay phim lên tiếp tục xem. Nhưng điều không ngờ tới là... Thứ đen tối đó lại nằm ngay dưới người cô ấy. Cô gái cảm thấy đối phương đang nắm lấy mình, liền nhanh chóng dùng dao đâm xuống. Sau đó cô vội vàng trốn ra ban công và gọi điện cho người gì để cầu cứu. Nhưng bây giờ giọng của cô quá yếu ớt, đầu dây bên kia không nghe rõ. Xem ra hiện tại chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cô gái quay trở lại nhà, lúc này thứ đen tối đó đã biến mất. Cô tìm kiếm khắp nơi muốn tiêu diệt nó. Nhưng khi đến phòng ngủ của bố mình trước đây thì mới biết rằng thứ đen tối đó không phải là ma, mà là một người sống. Đó là một người đàn ông bị bố cô bắt đến để làm xiếc, có hình dạng kỳ quái và ngoại hình xấu xí. Sau khi bố cô gái qua đời, người đàn ông đó vẫn luôn sống trong căn nhà này. Biết được sự thật, cô gái cuối cùng cũng không còn sợ hãi nữa. Cô đến phòng khách lớn tiếng nói, tôi và anh đều bị người ta bỏ rơi. Cô còn nói thêm rằng, nếu anh ta không ngại, cô có thể đưa anh ta đi cùng mình ra nước ngoài sinh sống. Nghe thấy lời của cô gái, người đàn ông đó cuối cùng cũng bước ra. Cô gái ném cho anh ta một chiếc vali, hắn ta liền tự giác chui vào trong. Hắn cứ nghĩ cô gái thực sự sẽ đưa mình đi, nhưng ngay sau đó... Fuck you, asshole!
Máu chảy ra từ trong vali, cô gái đã hoàn toàn loại bỏ người đàn ông đó. Sau đó cô xách vali quần áo, rời khỏi đây mà không quay đầu lại. Lúc lên xe buýt thì cũng đã kiệt sức. Đáng tiếc là cô không hề biết rằng người đàn ông đó thực ra còn có một người anh em sinh đôi và người đó vẫn luôn bên cạnh cô gái. Người ta nói phòng vệ sinh thứ hai của trường không nên vào, nhưng cô gái này lại không tin điều đó. Đột nhiên có người điên cuồng gõ cửa bên ngoài. Cô gái sợ hãi vội vàng ngồi dậy, nhưng tiếng gõ cửa lại càng dữ dội hơn. Cô vội vàng lấy con dao ra, tiếng động cuối cùng cũng dừng lại. Cô ấy không biết người bên ngoài đã đi hay chưa nên đã cẩn thận ngó xuống kiểm tra. Cô sợ hãi xanh mặt, đợi một lúc lâu, xác định bên ngoài không còn động tĩnh, cô gái mới từ từ mở cửa. Đây không phải người mà là hình nộm của trường. Cô gái sợ hãi vội vàng cầm túi sách rời đi. Nhưng đúng lúc này, cô lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình ở phía sau. Cô quay đầu lại nhưng phía sau không có ai cả. Lúc này hình nộm từ từ quay đầu lại, cửa nhà vệ sinh cũng đóng sập. Cô gái điên cuồng đập cửa, ai ngờ hình nộm đó đã biến mất rồi. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, lúc này phía sau như có luồng gió lạnh thổi đến. Sau khi được đưa đến bệnh viện, chuyện của cô gái đã lan truyền khắp trường. Mọi người đều bàn tán về chuyện này, chỉ có Tiểu Mỹ mới chuyển đến là không hứng thú. Các bạn cùng lớp tưởng Tiểu Mỹ không biết đến lời đồn của trường, nên đã kể cho cô ấy nghe về hình nộm bị ma ám, cứ đúng 6 giờ tối, hình nộm đó sẽ đi lại khắp trường. Nghe vậy Tiểu Mỹ cũng có chút tò mò về hình nộm đó. Trong giờ học cô ấy cứ liên tục nhìn vào hình nộm, đúng lúc này. Tiểu Mỹ không hề sợ hãi, cô ấy khác với những học sinh khác. Cô thích sống một mình, thích thu thập hoa cỏ nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy cây bị mắc kẹt trong khe gạch, cô sẽ cậy gạch ra để cứu cây. Bạn cùng lớp A Hoa rất hứng thú với Tiểu Mỹ. Cô muốn kết bạn với Tiểu Mỹ nên đã kể với Tiểu Mỹ rằng hình nộm của trường lại gặp chuyện. Tối qua có người phát hiện ra hình nộm không có đầu trong phòng thể dục. Mọi người nghi ngờ hình nộm lại bị ma ám. Nhưng Tiểu Mỹ lại không hề để tâm. Trở về nhà, cô ấy lấy đầu của hình nộm ra từ ba lô. Hóa ra đầu của hình nộm là do cô ấy lấy trộm. Cô muốn nghiên cứu xem hình nộm này có thực sự bị ma ám hay không nên đã đập vỡ ra để xem bên trong có gì. Nhìn thấy bên trong có hai chiếc răng người, Tiểu Mỹ lập tức trợn tròn mắt. Nhưng cô vẫn không sợ hãi, bởi vì sống một mình nên cô đã rèn được liều lĩnh. Tối hôm đó Tiểu Mỹ thức dậy đi vệ sinh. Nhưng khi trở về phòng ngủ, cô phát hiện ra trên giường hình như có thứ gì đó. Tiểu Mỹ đến cuối giường kéo chăn xuống. Người nằm trên giường giống hệt Tiểu Mỹ, nhưng trang phục lại là của hình nộm đó. Lúc này tay của Tiểu Mỹ đã biến thành hình nộm, khuôn mặt cũng trở nên rất đáng sợ. Cô tỉnh dậy, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Cô đặt đầu hình nộm lên tủ đầu giường, thảo nào lại bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. 2 giờ sáng, Tiểu Mỹ nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội vàng giấu cái đầu hình nộm đi. Người ngoài cửa là cô bạn A Hoa cũng sống trong tòa nhà này. Cô nói rằng bố mẹ đã đi công tác phải ở nhà một mình, nên muốn đến ngủ cùng Tiểu Mỹ cho đỡ sợ. Tiểu Mỹ không từ chối, cô đã cho A Hoa ở lại qua đêm. Ai ngờ A Hoa ngủ không hề ngoan ngoãn, cô ấy muốn ôm Tiểu Mỹ khiến cô giật mình ngồi dậy. Hành động của Tiểu Mỹ đã làm tổn thương A Hoa, cả đêm đó cô không thèm chạm vào Tiểu Mỹ nữa. Ngày hôm sau, thái độ của A Hoa đã thay đổi 180 độ. Cô không còn nói chuyện với Tiểu Mỹ, cũng không giúp đỡ Tiểu Mỹ nữa, thậm chí còn mang rác của mình bảo Tiểu Mỹ đi vứt. Tiểu Mỹ ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa mới vứt rác xong thì đèn trên lầu đột nhiên tắt ngấm. Tiểu Mỹ lên lầu lấy cặp sách thì nhìn thấy cô bạn đeo kính đang trốn dưới gầm bàn. Cô bạn đeo kính rất sợ hãi, nói rằng khi Tiểu Mỹ đi vứt rác thì trong lớp học đã xảy ra hiện tượng ma ám. Lúc đó cô với một bạn tóc dài, còn có cả A Hoa, ba người định trốn đi để hù Tiểu Mỹ, nhưng cửa trước và cửa sau đột nhiên rung lắc dữ dội. Cô bạn tóc dài đi kiểm tra, ngay sau đó cửa tự động mở ra. Cô bạn tóc dài sợ hãi chạy ra ngoài, nhưng lúc này hình nộm ma ám đó lại xuất hiện. Nó đã tìm thấy A Hoa và bắt cô ấy đi. Giờ chỉ còn cô bạn đeo kính đang trốn trong lớp học. Biết được chuyện này, Tiểu Mỹ liền đứng dậy đi tìm A Hoa. Cô bất chấp sự ngăn cản của cô bạn đeo kính để đến phòng khiêu vũ. Kết quả là nhìn thấy quần áo trên người hình nộm bị cởi ra, bên cạnh là một người đang quay lưng lại nhảy múa. Khi quay lưng lại thì mới biết đó là A Hoa. Mỹ!
To chuyện rồi, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa dai của ba người bọn họ, không ngờ lại hại Tiểu Mỹ rơi xuống lầu. Cô bạn đeo kính xuống kiểm tra, phát hiện ra Tiểu Mỹ đã không còn thở nữa, họ đã hại chết Tiểu Mỹ. Cô bạn đeo kính sợ hãi vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Đúng lúc này, Tiểu Mỹ ở phía sau đột nhiên đứng dậy. Hóa ra Tiểu Mỹ không phải là người, nên ngã từ độ cao như vậy mới không chết. Sau khi giết chết cô bạn đeo kính, Tiểu Mỹ lại lên lầu tìm A Hoa và cô bạn tóc dài. Cô nhất định phải giết chết hai người này để che giấu bí mật của mình. Nhìn thấy cô bạn tóc dài cũng đã chết, A Hoa sợ hãi vội vàng bỏ trốn. May mắn lúc này lại gặp được giáo viên của trường. Cứ tưởng rằng cuối cùng cũng được cứu, nhưng giây tiếp theo... Hóa ra giáo viên và Tiểu Mỹ là cùng một phe. Ngày hôm sau, trong trường lại xuất hiện thêm ba hình nộm nữa. Bên trong ba hình nộm đó là cái gì thì các bạn tự đoán nhé. Cô gái cúi người xuống để nhặt bút thì nhìn thấy một cái đầu người đầy máu. Cô sợ hãi hét lên, nhưng khi các bạn học đến thì cái đầu người đó đã biến mất. Cô gái rất sợ hãi và luôn cảm thấy có thứ gì đó không sạch sẽ đang đeo bám mình. Trường học này không hề đơn giản, nghe nói trước đây từng là nơi hành hình. Cô gái và cô bạn thân rất thích phiêu lưu mạo hiểm, họ đã tìm hiểu vị trí của nơi hành hình, rồi đến đó để chụp ảnh check-in. Nhưng họ không hề biết rằng hành động này sẽ mang đến một thảm họa lớn. Tối hôm đó, cô gái và bạn thân lại đang tìm hiểu những câu chuyện kinh dị của trường học. Họ tìm thấy thông tin về một nữ sinh tên là Nana đã bị sát hại tại trường học cách đây vài năm, xác cô ấy nằm trong lớp học, nhưng đầu thì không biết đã ở đâu. Có lời đồn rằng, đầu của Nana đã bị hung thủ giấu dưới gầm bàn học. Nghe nói chỉ cần ai nhìn thấy cái đầu đó sẽ bị linh hồn oán hận của Nana tìm đến. Nếu trong vòng 2 ngày không tìm được đầu của Nana thì sẽ phải chịu chung số phận với cô ấy. Cô bạn thân nghe đến đây thì khuôn mặt tái mét. Nói rằng hôm qua khi cô một mình trở lại lớp để lấy sách thì nghe thấy một số tiếng động lạ, một cái bàn đang liên tục rung chuyển. Cô tò mò tiến đến để kiểm tra thì... Mẹ cô gái thúc giục bạn thân nhanh chóng về nhà, bây giờ đã 9 giờ rồi, nếu về muộn sẽ không an toàn. Cô gái không để tâm đến chuyện này, ngày hôm sau cô đến trường như thường lệ nhưng lại phát hiện ra bạn thân không đến trường. Giáo viên nhờ cô gái liên lạc với bạn thân, cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đến trưa cô bạn thân cuối cùng cũng nghe máy. Bạn thân nói rằng mình bị bệnh nghỉ ngơi ở nhà, bảo cô gái đừng lo lắng. Nghe vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó... Cô nhớ đến tin đồn về Nana nên vội vàng gọi điện thoại cho bạn thân, cô muốn bạn thân giúp mình nghĩ cách. Đột nhiên chiếc gương phía sau bị vỡ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chiều hôm đó, giáo viên lại mang đến một tin tức gây sốc. Mới khuya nay, con gần hộp, phương của lào. Cô bạn thân tối qua đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô ấy chết rất thảm, đầu và thân thể bị tách rời. Cô nhớ lại những gì mà bạn thân đã nói với mình tối qua. Cô nghi ngờ rằng bạn thân cũng đã nhìn thấy cái đầu người đó nên mới gặp phải chuyện không may. Bây giờ cô cũng đã nhìn thấy, vậy người tiếp theo chết có phải là mình không? Cô gái không dám về nhà, đợi đến khi mọi người về hết, cô ở lại trường một mình để tìm cái đầu người. Cô muốn tìm được đầu của Nana để giải trừ lời nguyền trên người mình. Nhìn thấy một cái bàn học đang rung chuyển, cô cẩn thận tiến đến. Bị giáo viên phát hiện, cô không thể tiếp tục tìm kiếm nữa, nếu không giáo viên sẽ tưởng rằng cô định ăn cắp đồ. Cô chỉ có thể đợi đến khi tan học ngày hôm sau. Đáng tiếc là chưa kịp đợi đến khi tan học thì cô đã bị linh hồn oán hận của Nana đeo bám. Giáo viên gọi cô lên bảng trả lời câu hỏi, nhưng khi cô vừa mới lên bảng thì cảnh vật xung quanh liền tối đen, các bạn học bên dưới cũng biến mất, một luồng gió lạnh thổi đến phía sau cô. Hồn ma Nana cầm phấn viết hai chữ cứu mạng trên bảng. Nhưng cô gái chưa kịp hiểu ý nghĩa của điều này thì phía sau đã có một bàn tay với tới. Quy, cái nón là mờ đằng ma. Hóa ra những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cô hiểu rõ nếu không tìm được cái đầu đó thì cảnh tượng trong giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Cô không dám ngủ nữa mà thức trắng đêm tìm kiếm thông tin trên mạng. Cô muốn tìm cách giải trừ lời nguyền. Nghe nói có thể dùng bảng cầu cơ để nói chuyện với người đã chết. Cô liền đến lớp học, rồi theo cách thức trên mạng để gọi hồn. Đặt ngón tay lên chiếc ly, rồi hỏi những câu mình muốn hỏi. Khun khư Vanida, sai lửa mai.
Cô gái hỏi Nana muốn gì, Nana trả lời là tìm lại cái đầu. Sau đó Nana cho cô gái nhìn thấy quá khứ. Lúc đó Nana vẫn còn sống, cô ấy và các bạn học đến trường chơi trò gọi hồn, ai ngờ lại gọi đến được tên đao phủ độc ác. Tên đao phủ nhập vào người bảo vệ và đã ắt đầu của Nana. Cô vội vàng đuổi theo bảo vệ, muốn xem bảo vệ đã mang đầu của Nana đi đâu. Phát hiện ra đây là một nhà kho, cô ấy liền tìm dụng cụ để mở khóa. Trong phòng là một số bàn học bỏ không, xem ra đầu của Nana đã được giấu ở đây. Cô đi theo chỉ dẫn của Nana đã tìm thấy cái đầu. Cô quỳ xuống cầu xin Nana tha cho mình. Nhưng giọng nói của cô đã thu hút tên đao phủ trong bóng tối. Tên đao phủ giơ con dao dài 10 mét lên muốn ạt đầu cô. May mắn thay lúc này cô không ngừng tụng kinh mới khiến tên đao phủ tha cho cô ấy. Sau đó cô đã chôn đầu của Nana ở pháp trường, hy vọng làm vậy sẽ có thể kết thúc chuyện này. Nhưng khi về nhà, khuôn mặt mẹ cô đột nhiên trở nên biến sắc. Chuyện vẫn chưa kết thúc, Nana đã tha cho cô nhưng tên đao phủ thì không. Nhìn thấy mẹ ngã xuống đất, người bố vội vàng chạy đến đỡ. Nhưng không biết rằng người mẹ đã bị tên đao phủ đó nhập vào. Sau khi ạt đầu người bố, giờ đến lượt cô gái. Cô gái bị đè dưới ghế, cô cầu xin một phép màu xảy ra nhưng... Khi cô gái mở mắt ra lần nữa thì đã ở dưới ngăn bàn rồi. Cô nhìn thấy Nana tiến đến gần và nói, cảm ơn. Hóa ra Nana căn bản không muốn tìm lại cái đầu, mà là muốn tìm người thay thế cho mình.